Honda dinh dưỡng đỏ 1987 niềm mơ ước một thời giá 200 triệu chiếc Honda C70 Icona Power với tên gọi quen thuộc dinh dưỡng đỏ được một người chuyên siêu tầm xe máy cổ ở Hà Nội giao bán với giá 200 triệu đồng đắt hơn cả những chiếc tay ga cao cấp hiện nay bảng giá xe Honda C70 Icona Power ra đời tại Nhật Bản từ 1969 đến những năm cuối của thế kỷ 20. Mẫu xe này thường được gọi với những cái tên mỹ miều như Nữ Hoàng Áo Đỏ hay Dinh Dưỡng Đỏ, cùng với Honda Super Cup. Dinh Dưỡng Đỏ là một trong những dòng xe gắn với thời kỳ nhiều khó khăn. Tại Việt Nam những năm 1980, khi đó xe máy không chỉ là phương tiện mà còn là tài sản đáng giá bậc nhất và là niềm mơ ước của nhiều người. Ngày nay, những chiếc xe Honda C70 đời đầu còn khá hiếm và thường được liệt vào danh sách xe cổ được nhiều dân chơi xe săn lùng. Mới đây, anh Quang Tú, người chuyên siêu tầm xe máy cổ ở Hà Nội gây bất ngờ khi sở hữu chiếc xe Honda C70 Icona Power 1987 cực hiếm ở Việt Nam. Trao đổi với phóng viên xe báo Việt Nam Net, anh Tú cho biết chiếc Honda dinh dưỡng 70 đời 1987 này được tôi mua lại từ một chủ xe ở Hà Nội. Ông ấy là một quan chức nhà nước đã về hưu. Xe gây chú ý với biển sắt zin. Thời bao cấp đăng ký hai mảnh. Giấy tờ, sách hướng dẫn sử dụng vẫn được chủ xe giữ gìn cẩn thận đến giờ. Điểm đặc biệt cổ của chiếc xe dinh dưỡng đỏ này là vú mớ van bơm mỡ bôi trơn ở một số chi tiết ở, hệ thống gầm như hệ thống lái, trục Caden, bi chữ thập, các trục của hệ treo gầm. Theo anh Tú, chiếc xe không, được sử dụng trong gần 30 năm nay, chủ cũ không đi nữa, mà chỉ, để trưng bày, lưu giữ kỷ niệm xưa, lâu không đi, và cũng không được đổ xăng thậm chí phải đẩy bộ đi đổ xăng. Nhưng khi khởi động, máy vẫn rất nhạy nổ và nổ chắc nịch từng tiếng khìn khịt khìn khịt nghe rất sướng tai. Anh Tú cho hay, không chỉ vậy, chiếc xe, dù đã trải qua 33 năm tuổi nhưng ngoại hình xe vẫn còn rất mới, nước sơn, màu đỏ tươi khá bắt mắt, ngoại thất đều zin 100%, thậm chí một số chi tiết còn bọc ni lông mới cứng như vừa đập hộp, duy chỉ có một điểm nhấn. In hẳn dấu vết thời gian lộ rõ trên chiếc xe không thể phủ nhận đó là biển số xe được làm bằng sắt và dường như đã bị dỉ xét đi rất nhiều. Thiết kế C70 Icona e Power đời đầu những năm 70, 80, được đánh giá có nhiều nét cải tiến so với dòng C70 trên thị trường thời bấy giờ như đồng hồ tốc độ, vuông vắn lớn hơn, đồng hồ xăng tích hợp bên trong, ổ khóa điện cũng được rời lên vị trí trên đồng hồ tốc độ. Đèn pha lớn, vuông vắn, và đồng bộ với cục đèn xi nhan, hệ thống giảm sóc trước êm hơn, ở phía sau, yên liền, được thiết kế thoải mái cho người ngồi đồng hồ tốc độ vuông vắn, đồng hồ xăng tích hợp bên trong. Được biết, xe được trang bị động cơ 4 thì làm mát bằng gió công suất 6 mã lực tại tua máy 9.000 vòng một phút. Đây là thế hệ động cơ mà Honda cải tiến với sức mạnh lớn hơn, mô men xoắn cao hơn và tiết kiệm nhiên liệu. Theo công bố của Honda, C70 Eco Power có mức tiêu thụ nhiên liệu ở con số 0,9 lít cho 100 km trong điều kiện đường, bằng phẳng và tốc độ ổn định. Ngoài động cơ cải tiến, hoạt động hiệu quả và tiết kiệm nhiên liệu. Honda C70 Econ Power có hộp số 3 cấp nhẹ nhàng. Xích cam tự căng, giúp giảm thiểu quá trình bảo dưỡng. Xe sử dụng hệ thống phanh tăng chống thắng đùm đường kính 110mm trên cả bánh trước. Và sau, chiều cao yên xe tính từ mặt đất 760mm bình xăng dung tích 4,8 lít, xe có tổng trọng lượng 72kg. Anh Tú tiết lộ thêm, vì xe thuộc dạng hàng hiếm, độc nhất nên mức giá siêu tầm chiếc xe hiện tại cũng không hề rẻ lên đến 200 triệu đồng hãy bình luận phía dưới để thể hiện sự tự do ngôn luận nhé trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại